Good morning, everybody. Welcome back to Teaching Online of Homoto High School. Our lesson today is Unit 14, International Organizations. Lesson D, Writing. Open your book at page 158. Cô chào tất cả các em học sinh. Bài học hôm nay của chúng ta là bài số 14. Các tổ chức quốc tế. Phần D, Writing. Các em hãy mở sách trang 158 để theo dõi bài ha. Now let's move to the first activity. Matching. Match the name of an organization with the right picture. We have 1, 2, 3 picture. And the organization are who, WWF and UN. All right. 30 seconds for you. Okay. Now, here's the answers. The first picture is WWF. The second, who? And of course, the last three, UN. Chúng ta có thể nhìn vào ba hình ảnh này và nhận diện ha. Tổ chức thứ nhất, đây là hình ảnh của tổ chức WWF, Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã. Và hình ảnh thứ hai, nếu bạn nào tinh mắt, chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Và đương nhiên cái hình ảnh cuối cùng chính là cái trụ sở của Liên Hiệp Quốc, The United Nations, hay còn gọi là UN. Okay, now let's move to activity 2. Choose the description that fits each organization below. Và với ba cái hình ảnh của ba tổ chức quốc tế vừa rồi, thì cô muốn chúng ta hãy nhìn vào cái bảng có 12 cái mô tả tính chất công việc. Các em hãy chọn những cái mô tả nào mà phù hợp nhất với từng cái tổ chức bên dưới. Okay, you have 3 minutes. All right. Now, what is your answers? Now, look at my keys. The first, UN, have an opportunity to live abroad, using it at work, travel all over the world, have high salary, and meet different people. Now, let's move to the second organization, WHO. Have an opportunity to live abroad, help improve international healthcare, do charity and volunteer work, work in remote and mountainous areas, meet different people, using less at work, and do medical research. And how about the last one? Have an opportunity to live abroad, do research on rare plants and animals, be good at biology, protect endangered species, and using this at work. Như vậy, có thể thấy ở đây là cái đáp án gợi ý cô đưa ra cho chúng ta, chứ không hẳn là một cái đáp án mặc định.
Bởi vì các em hãy nhìn vào các cái mô tả công việc cho các cái tổ chức thì các em sẽ thấy. Cô lấy ví dụ have an opportunity to live abroad, có cơ hội sinh sống ở nước ngoài, hay use English at work, sử dụng tiếng Anh cho công việc. Thì cả hai cái đặc điểm này đều phù hợp với cả ba tổ chức chứ không riêng gì một tổ chức nào. Tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy travel all over the world, đi khắp nơi trên thế giới. Thì với cái đặc điểm công việc, đặc thù công việc này thì cả ba tổ chức đều có thể đều phù hợp với cả ba tổ chức ha. Tuy nhiên, có những cái đặc điểm công việc nó chỉ phù hợp với một tổ chức duy nhất. Cô lấy ví dụ trường hợp do medical research, thực hiện các cái nghiên cứu y khoa, hoặc health improve international healthcare. Với hai cái đặc điểm này, chăm sóc sức khỏe y tế toàn cầu và thực hiện các cái nghiên cứu về y học, y khoa thì chỉ phù hợp với tổ chức y tế thế giới WHO mà thôi. Alright. Now let's move to an example of ask and answer. Activity 3. Now, which organization would you like to work for? Cái tổ chức quốc tế nào mà bạn thích làm việc cho họ? Well, I'd like to work for who? Tôi thích làm việc cho Yahoo. Why do you like to work for this organization? Well, working for who, I will have an opportunity to help improve international healthcare, and I can do charity and volunteer work as well. Tại sao bạn thích làm việc cho tổ chức này? Làm việc cho WHO, tôi sẽ có cơ hội để giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Và tôi cũng có thể làm được những cái công việc thiện nguyện hoặc là các cái công việc tình nguyện nữa. And how about you? Which organization would you like to work for? And why? Now, let's come to writing tasks. Vậy thì các em hãy xem cái yêu cầu của bài viết ngày hôm nay ha. Suppose you were offered a job with one of the above international organizations. Which one would you like to choose? Write a paragraph of about 130 to 150 words expressing the reason why you choose the organization. Giả sử bạn được đề nghị một việc làm cho một trong ba cái tổ chức quốc tế ở trên, thì bạn sẽ thích chọn cái nào? Hãy viết một đoạn văn khoảng từ 130 đến 150 từ, trình bày về cái lý do, những cái lý do mà mình chọn cái tổ chức đó. So how can you do this task? Vậy thì làm sao các em có thể viết được cái bài này? Now, let's move to some guides. Mời các em theo dõi một số các cái hướng dẫn của cô ha. Now, at first, look at this. This is a writing model. Trước tiên, cô mời các em đọc bài viết mẫu.
Ok. Trong quá trình đọc, Kem có để ý thấy là cái việc viết một cái paragraph nó có cái đặc điểm gì mà chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy ngay không hả? À, chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ viết một đoạn từ trên xuống, không xuống dòng ha. Đây là viết một cái paragraph, không phải viết essay. Đó là cái đầu tiên mà các em có thể nhận ra. Bên cạnh việc chú ý cái format thì chúng ta xem thử là với việc viết một cái đoạn văn nói chung và việc viết một cái đoạn văn để trình bày về cái lý do, những cái lý do mình chọn làm việc trong một cái tổ chức quốc tế nào đó thì sẽ được viết như thế nào. Cô trò mình hãy cùng đi vào phân tích cái bài viết mẫu này nhé. Now, at first, if I were offered a job with one of the above mentioned international organizations, I would not hesitate to choose World Health Organization or WHO for a number of reasons. Như vậy, cái câu mở đầu, câu này được gọi là topic sentence. Chúng ta có thể hiểu nôm na tiếng Việt là câu mở bài. Hả? Thì đọc cái câu mở bài này, các em thấy nó chính là việc nhắc lại cái vấn đề đã được nêu ra của đầu bài, của đề bài, nhưng được diễn đạt bằng những cái ngôn từ khác. Cô lấy ví dụ đề bài cho là suppose, thì ở đây chúng ta dùng if. Đề bài người ta dùng là about international organization, thì ở đây chúng ta dùng là the above mentioned international organization. Ở đề bài, would you like to choose? Thì ở đây chúng ta trả lời là I would not hesitate to choose. Rồi, bên cạnh câu mở bài, chúng ta có những cái phần gì cần phải viết nữa. Đó. Vậy thì ở phần câu trước, chúng ta vừa mới nêu ra vấn đề là tôi chọn vì một số lý do. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào từng lý do một. Vậy mỗi cái lý do này ta gọi là một cái supporting ideas, hay có thể gọi là một cái luận điểm. Rồi trong bài chúng ta thấy lý do thứ nhất được viết The first factor should trace back to the time when I was young. I nourished the dream of becoming a respected worker who makes every effort to improve healthcare for people all over the world. Như vậy là với lý do này thì người viết đã đưa ra cái nguyên nhân là mình có thể giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người trên khắp thế giới. Và lý do này là khởi phát từ cái thuở mà người viết còn bé đã ấp ủ một cái ước mơ để trở thành một cái nhân viên làm cái công việc này. À, các em hãy nhìn lại bên cạnh cái luận điểm một này, tức là cái nguyên nhân thứ nhất này, thì còn có thêm một cái giải thích nữa, cái explanation, the who therefore can realize that dream. Và vì lẽ đó, vì cái ước mơ ấp ủ từ thuở bé đó mà who với người viết sẽ giúp anh ta thực hiện cái ước mơ này. À, chúng ta vừa xong cái luận điểm đầu tiên ha. Ta chuyển sang luận điểm thứ hai. The second reason, nguyên nhân thứ hai, is that I can have an opportunity to do more charity and volunteer work. Rồi chúng ta hãy đọc lại cái luận điểm này. Nó cũng chính là nguyên nhân thứ hai của việc người viết chọn cái tổ chức WHO nếu mình có cơ hội làm việc cho một cái tổ chức quốc tế. The second reason is that I can have an opportunity to do more charity and volunteer work. Vậy thì cái giải thích cho cái luận điểm 2 này là ở chỗ nào? Cái explanation, các em hãy đọc cái câu kế tiếp.
Because who relies on access and voluntary contribution from member state and private donors for funding? Vì rằng WHO dựa chủ yếu vào các cái nguồn đóng góp của các cái tổ chức thành viên cũng như là các cái đóng góp của các cá nhân. À, đây là cái explanation cho luận điểm thứ hai. Cô mời các em đến tiếp với luận điểm tiếp theo. Last but not least, I can have a chance to travel around the world. Như vậy ở đây chúng ta thấy tác giả đưa ra ba cái lý do. Vậy thì cái lý do cuối cùng đó là cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là tôi có cơ hội để đi chu du khắp nơi trên thế giới. À, vì chỉ có ba lý do cho nên là người viết đã dùng cái cụm từ last but not least để kết nối cái lý do cuối cùng này. Và các em hãy nhìn lại cái phần explanation cho cái luận điểm thứ ba. As you know, WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. This means I will travel to many countries to carry out its program and projects. Như bạn biết thì WHO là một cái cơ quan chuyên biệt của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn thế giới. Và điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ có cái cơ hội để đi nhiều nước thực hiện các cái dự án cũng như là các cái chương trình của WHO. Đây, cô nhắc lại, phần này chính là cái explanation cho luận điểm thứ ba. Now let's move to the last sentence. Ta chuyển sang câu cuối cùng của bài. Clearly, WHO is ideal for those who sense a responsibility to sustain and enhance our proper well-being. Câu này được gọi là concluding sentence. Và phần này cô để optional, có nghĩa là đối việc viết một cái paragraph, concluding sentence là không bắt buộc, chúng ta có thể viết hoặc có thể không. Và với cái đoạn văn mẫu này thì em hãy nhìn cái cách kết bài. Clearly, rõ ràng WHO là một cái tổ chức lý tưởng cho những ai mà có cái tinh thần trách nhiệm để duy trì và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. À, như vậy là cô vừa mới đi vào phân tích cái bài viết mẫu để các em nhìn thấy cái bố cục, cái format. Vậy thì ngoài cái việc thực hiện đúng cái format cũng như cái bố cục nội dung thì chúng ta diễn đạt cái nội dung bài viết của mình như thế nào? Chúng ta đi sâu hơn vào cái phần outline và cái expression, useful expression, một số những cái ngôn ngữ cần thiết bên cạnh cái dàn ý. Topic sentence. Thứ nhất, cái việc viết câu mở bài thì các em hãy nhớ là paraphrase the question, tức là chúng ta diễn đạt lại cái yêu cầu của đề bài ra bằng việc sử dụng cái ngôn từ khác chứ không lặp lại nguyên văn. Number 2, supporting ideas. Các cái luận điểm trong bài viết này cụ thể là đưa ra các cái lý do để giải thích cho việc lựa chọn của mình. Thì phổ biến là chúng ta sẽ có 3 luận điểm. Và để kết nối các cái luận điểm này lại với nhau thì chúng ta sử dụng những cái trạng từ ví dụ như first hoặc là firstly, the first reason hoặc the first actor, first of all. Tiếp theo, second, secondly, the second reason. Và các em lưu ý là thường thì chúng ta sử dụng ở cái luận điểm 1 bằng cái từ nào, cái cách diễn đạt nào thì tương ứng ở cái thứ 2, thứ 3 cũng sẽ là như vậy. Cô lấy ví dụ trong bài mẫu vừa rồi thì chúng ta đã thấy luận điểm 1
được sử dụng là the first factor. Thì luận điểm thứ hai là cũng the second reason. Chứ chúng ta không nói là the first factor, rồi qua câu thứ hai lại là the second, secondly hoặc là second. Rồi cái tuần tự như vậy chúng ta kết nối các cái luận điểm còn lại của mình cho đến cái cuối cùng, chúng ta có thể dùng the last, lastly, hoặc là last but not least. Thì nhìn lại ở đây với một cái bài viết, chúng ta có cái câu mở đầu là khoảng từ 1 đến 2 câu đến các cái supporting idea. Chúng ta nếu ta chọn 3 lý do thì tương ứng sẽ có ít nhất 3 câu cho 3 lý do. Bên cạnh đó, chúng ta thấy mỗi cái lý do sẽ có thêm một cái explanation, đó là một cái giải thích nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái phần supporting idea này sẽ có khoảng ít nhất là từ 4 cho đến 8 câu. Hoặc, cô xin lỗi, từ 4 cho đến 6 câu, tùy theo cái việc lựa chọn cái lý do của các em. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, concluding sentence. Như cô đã nói lúc nãy, ở đây đề bài chỉ yêu cầu các em viết một cái paragraph, cho nên concluding sentence là không bắt buộc. Và với cái bài này thì chúng ta có thể sử dụng cách đơn giản cái từ để kết nối, như là clearly hoặc là in conclusion. Phần này nó không bắt buộc cho nên cô không đi vào phân tích nhiều. Bên cạnh việc viết đúng format từ trên xuống dưới một đoạn không xuống dòng, viết được cái topic sentence, các cái supporting idea, thì các em phải chú ý cái điểm ngữ pháp cần dùng cho bài viết này. Thứ nhất về phần thì, tenses, chúng ta dùng present simple, future simple, hiện tại đơn, tương lai đơn, except the topic sentence. Ngoại trừ câu mở bài, riêng với cái bài viết này thì các em thấy là cái đề bài là một cái dạng câu giả định, suppose hoặc là if, thì cái câu mở bài chúng ta cũng dùng dạng giả định, hay nói cách khác là cái điều kiện 2. Còn lại khi giải thích về cái lý do thì chúng ta sử dụng hiện tại đơn, tương lai đơn. Ngoài cái thì hiện tại và tương lai ra thì các em cũng có thể sử dụng các cái modal verbs hỗ trợ như can hoặc là will. Như vậy là các em đã được đọc một cái bài viết mẫu và đã được nghe hướng dẫn về cách viết một cái đoạn văn, cụ thể là viết đoạn văn để trình bày về cái lý do mình lựa chọn làm việc cho một cái tổ chức quốc tế nào đó. Thì trước khi sang cái phần viết của cá nhân các em thì cô muốn chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa toàn bộ cái outline cũng như là useful expression. Okay. Now, let's move to homework. Vậy thì tương tự như vậy, về nhà các em hãy viết về cái lựa chọn của mình để làm việc cho một trong hai tổ chức còn lại, đó là UN hoặc là WWF, trong một đoạn với ít nhất 130 từ, max tối đa là 150 từ. Alright, that's all for our lesson today. Thank you for your attention. Goodbye for now. See you next week. Như vậy đây là toàn bộ nội dung cái bài học của buổi hôm nay. Cô cảm ơn tất cả các em đã tham gia buổi học và hẹn gặp lại các em vào tuần tới.